vậy anh? Rồi. Tiếp tục video lần trước thì mình đã có giới thiệu sơ với các bạn về phần thô của căn phòng giải trí All in One tại quận 5. Hiện tại thì căn phòng đã hoàn thiện. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi coi bên mình đã hoàn thiện căn phòng này như thế nào và căn phòng này nó có những gì đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên đó chính là phần vách phía trước, các bạn có thể thấy sẽ là màn chiếu, ngoài ra không có thiết bị nào khác. Và ở phía trên á thì các bạn có thể thấy hiệu ứng ánh sáng theo phim đó, khi mà nội dung thay đổi nè thì ánh sáng đèn nó cũng sẽ thay đổi và màu sắc nó sẽ theo phim luôn. Ngoài ra thì cặp loa Atmos này nè, thì ngoài cái việc là mình trang trí thành hình quả địa cầu thì nó ngoài chế độ Atmos thì nó còn có thể nghe nhạc. Đây, để mình mở cho các bạn nghe thử. Rất là tiện lợi luôn ha bạn. I went down to St. James Infirmary. Cụ thể hơn, những tính năng đặc biệt này mình đã làm như thế nào thì hãy tiếp tục xem video nhé. Thì căn phòng này với ngoài cái yêu cầu là xử lý tiêu âm tán âm cho karaoke xem phim thì mình còn phải cách âm cho căn phòng để tránh cái âm thanh nó lọt ra bên ngoài ảnh hưởng tới phòng khác. Mỗi vách mình đều bố trí một cái lớp cách âm, nó dày khoảng là 2,5 cm. Phần vách hai bên thì mình sử dụng cái bề mặt hoàn thiện là gỗ MDF CNC. Cái hình dạng trang trí họa tiết ở đây á mình hoàn toàn có thể thay đổi nha các bạn. Custom theo ý thích luôn. Và cái màu sắc cũng vậy. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái màu là màu đen mờ. Nguyên nhân mà mình sử dụng cái màu này là để nó làm giảm cái ảnh hưởng của ánh sáng máy chiếu. Khi mà mình chiếu lên màn chiếu á, nó sẽ có một phần nó sẽ bị hắt ra bên ngoài vách. Thì cái việc mình sơn cái đập màu đen mờ này nó sẽ làm giảm cái ảnh hưởng đi, để mình có thể tập trung vào cái vách phía trước, mình xem đúng cái màn chiếu thôi. Phần vách phía đối diện mình cũng bố trí cái loại vật liệu tương tự. Vách phía trước thì mình đơn giản mình sử dụng cái loại vật liệu poly tiêu âm. Tuy nhiên ở giữa cái màn chiếu này mình đã làm một cái hốc để mình chứa loa giấu phía sau màn. Và điểm đặc biệt là cái khung xương của cái hệ này hoàn toàn là sử dụng bằng gỗ nha các bạn, để tránh cái việc rung rần như là xương sắt và nó có lợi cho mặt âm học. Phần vách phía sau thì do căn phòng là ở nằm ở tầng áp mái, thành ra là vách phía sau nó có một cái độ nghiêng. Và bên mình cũng xử lý tương tự, giật vách ra và giấu dây ở phía sau. Bề mặt hoàn thiện mình cũng sử dụng là poly tiêu âm màu đen. Các cái góc cạnh của poly á thì mình cũng ốp những cái nẹp inox màu đen, vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng mà vừa là tạo cái sự chắc chắn cho những cái góc này. Đó, các bạn có thể thấy bên cạnh đó là sẽ có một cái cửa để ra lối ra ban công. Thì cái phần này á là khách muốn là giữ lại cái ban công để có thể ra hút thuốc nè, hay là hóng gió trời chẳng hạn. Thì ban đầu á thì bên mình là dự tính là đặt cái tủ máy ở ngoài, nằm ngoài ở đây. Nhưng mà đó, vì cái lý do đó nên mình phải dời cái tủ vào đây. Phần trần theo thiết kế ban đầu nó sẽ là một cái trần nghiêng từ phía trước ra sau luôn.
Tuy nhiên thì có hệ thống máy lạnh nữa, nên thành ra là các bạn có thể thấy là phía trước là sẽ có một cái hộp dành cho hệ thống máy lạnh. Và cái phần trần xiên thì mình chỉ bố trí được từ phía trên của ống máy lạnh cho ra về phía sau thôi. Thì cái phần diện tích này nó khoảng là 2/3 của căn phòng thôi. Toàn bộ cái hệ trần này mình xử lý âm học tiêu âm bằng cái loại vật liệu là thảm trát tiêu âm. Ngoài ra cái phần trần phía sau á, thì mình bố trí thêm là trần sao. Cái việc mình bố trí trần sao chỉ ở phần phía sau là để cái ánh sáng của sao nó không làm ảnh hưởng, làm giảm cái trải nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta xem phim. Phía trước nó sẽ cần phải tối hoàn toàn. Về phần thiết bị âm thanh thì cặp loa dành cho karaoke mình sử dụng là SE-IC38 kết hợp với sub SE-S112i. Combo này mình đã lắp cho rất là nhiều khách hàng. Và cái bộ này nó có rất là nhiều đặc điểm để phù hợp cho cái dàn All-in-One. Ví dụ như là các bạn karaoke thì cái phòng của bạn dài đi nữa thì cái độ phóng của cái loa SE-IC38 nó vẫn đáp ứng được cái độ phủ là thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu cái vách trước của các bạn không có đủ cái diện tích độ sâu á thì các bạn bố trí cái loa SE-IC38 này á nó vẫn đáp ứng được, do cái kích thước của nó rất là mỏng, nó chỉ khoảng 15 phân thôi. Đó là những cái điểm đặc biệt của cái combo này mà có thể đáp ứng cho phòng All-in-One. Loa center mình sử dụng cho dàn xem phim là của Magnat, có mã là Ultra LCA 100. Và cái loại loa này thì có xuất xứ từ Đức với những cái tiêu chuẩn THX cho cái công suất lớn khi mà xem phim. Loa surround tương tự mình cũng sử dụng là của Magnat. Loa này thì có mã là RD200, cũng là chuẩn THX nha các bạn. Đây, cái lưới loa, cameraman có thể zoom cho các bạn coi. Đó, và các bạn có thể thấy cái loa nhìn rất là gấu. Và đồng thời cái màu của loa nó cũng là tương đồng với cái vách này. Nhìn nó rất là hợp luôn các bạn. Rồi, ở phía trên trần thì mình sử dụng cặp loa Atmos. Như mình có giới thiệu với các bạn, đặc biệt của loại loa này, ngoài là có thể dùng làm loa Atmos thì nó còn có thể nghe nhạc. Và cái loại loa này là loại loa active. Chúng ta không cần phải tính tới cái việc là cái âm ly xem phim của mình nó có đủ cổng âm ly hay không. Phía sau thì mình bố trí cặp loa Surround Back, cũng đến từ thương hiệu Magnat, có mã là Ultra AEH 400. Và các bạn nhìn cái góc mình đặt cái loa này nè, treo loa này nè, có độ nghiêng để cái góc phủ của loa nó có thể đáp ứng cho cái hàng ghế nằm ngang ở đây luôn. Thì phần tủ thiết bị á, thì như ban đầu á, thì nếu mà tủ thiết bị nó nằm trong phòng á, thì nó sẽ không được đẹp, nên mình đã thay đổi bằng cái loại kệ. Và cái kệ này mình cũng là xử lý màu đen để cho nó hợp tông cho cái phòng này luôn. Thiết bị mình sử dụng cho hệ xem phim thì bao gồm là âm ly Denon X3800H. Hệ xem phim này mình bố trí là 7.1.2 nha các bạn, nên chiếc âm ly này hoàn toàn đáp ứng được. Và kết hợp với đầu Dual Homatic để có thể xem phim trên Netflix nè, và có thể karaoke bằng phần mềm Smart Karaoke luôn. Phần karaoke á, thì mình sử dụng chiếc van số JBL KX180A. Main sử dụng để kéo cho cặp IC38 là IA402D của SE luôn. Ngoài ra khách đã có sẵn cái bộ micro không dây VM300 này, nên mình tận dụng lại thôi. Và bên hông thì các bạn có thể thấy sub là sub SE-S112i. Thì thay vì mình bố trí ở phía trước, mình bố trí phía sau luôn để đáp ứng cái việc mà giấu hoàn toàn thiết bị. Và chiếc sub này tuy là chuyên dụng cho karaoke, tuy nhiên nó có thể đáp ứng ở cái dải tần là 40Hz cộng với cái độ cộng hưởng cho phòng ở những cái dải trầm sâu hơn nữa, thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho bộ dàn All-in-One của chúng ta kết hợp xem phim karaoke rất là tốt nha các bạn. Phần thiết bị hình ảnh thì mình sử dụng chiếc máy chiếu của Epson
Như những video lần trước mình cũng đã chia sẻ cái dòng máy chiếu này rất là nhiều rồi. Về khi chúng ta bố trí dàn all-in-one á, thì chúng ta sẽ cần cái độ sáng rất là cao và có cái độ sáng màu, thì chiếc máy của Epson này nó đáp ứng rất là tốt. Cái máy này mình đang sử dụng có mã là EHTW7000 kết hợp với lại màn chiếu mình sử dụng là Digistorm. Để đáp ứng cái việc là chúng ta giấu loa ở phía sau màn thì cái loại màn này là loại màn xuyên âm nha các bạn. Hiện tại mình đang sử dụng cái loại màn kích thước là 130 inch. Thì do ban đầu á thì cái vị trí ngồi của hàng ghế là ở phía cuối phòng, thì với cái kích thước 150 inch nó vẫn đáp ứng được, cái vách trước nó vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên là theo thiết kế thì hàng ghế sẽ dời lên phía trước một chút, thành ra là mình lựa chọn cái loại màn 130 inch thôi. Về phần ánh sáng thì mình đã thiết lập sẵn 3 chế độ cho khách hàng có thể dễ dàng sử dụng. Để mình bật cho các bạn xem thử nha. Khi các bạn xem phim á thì có thể tắt hết tất cả các đèn đi. Rồi ngoài ra cái phần trần sao thì mình cũng có thể bật cái đèn trần sao lên. Mình có hắt thêm một cái light led màu xanh dương để nhìn thêm sinh động cái trần của mình, cũng như là cái tông của màu này nó rất là home cinema nha các bạn. Rồi khi các bạn xem karaoke á thì mình sẽ bật cái đèn ở giữa phòng lên. Việc mình bố trí cái đèn này nằm ngay vị trí bàn á là để khi chúng ta ngồi karaoke thì chúng ta sẽ có lựa chọn thiết bị, lựa chọn bài hát trên điện thoại nè, trên laptop nè, máy tính bảng nè, thì đèn này nó sẽ đáp ứng cho chúng ta việc lựa bài nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì mình còn thêm một chế độ nữa, khi chúng ta tắt hết tất cả thiết bị đi và cái đèn hiệu ứng ở đây, mình có thiết lập sẵn một cái công tắc để bật cái đèn hiệu ứng. Và cái đèn này nó có thể thay đổi màu sắc, cái tông màu cũng như là cái độ sáng tối để chúng ta thư giãn. Đó, thì ví dụ như khi một ngày các bạn đi làm về mệt mỏi thì chúng ta có thể ngã lưng ở cái hàng ghế này nè, rồi bật cái nhạc background nhẹ nhàng thư giãn ở trên cái cặp loa Atmos mà ban nãy mình có giới thiệu với các bạn đó. Đó, các bạn thấy cảm giác rất là đã đúng không ạ? Và những điểm đặc biệt mà bên mình thực hiện như đầu video mình đã chia sẻ, với tiêu chí là đem cái trải nghiệm ở rạp chiếu phim vào căn phòng giải trí của gia đình, thì phần vách phía trước á mình đã giấu hoàn toàn thiết bị. Thì cái việc giấu hoàn toàn thiết bị này nó cũng sẽ có một số điểm lưu ý. Cái việc mình bố trí loa ở phía sau màn chiếu á, thì đối với một số phòng thì cái khoảng phía trước này nó sẽ không đủ diện tích. Thì bên mình đã có cái giải pháp, đó là chính là chiếc loa SEIC38 này. Nó có cái độ dày nó vừa phải, nó không quá dày. Và với những cái loa thùng trên thị trường á, thì các bạn sẽ khó, rất khó nếu mà không đủ diện tích. Và ngoài ra thì dòng cao cấp hơn thì bên mình còn có cái dòng K-Ray của Ý, vẫn đáp ứng được cái độ mỏng nhưng mà cái tiếng vẫn đáp ứng rất là tốt nha các bạn. Và điều đặc biệt thứ hai đó chính là hiệu ứng ánh sáng theo phim. Thì đây cũng là một cái tâm huyết mà Thiên Vũ đã dành công sức nghiên cứu và áp dụng đưa đến cho khách hàng, tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Cái việc mà khi chúng ta xem phim á, cái hiệu ứng ánh sáng nó còn giúp chúng ta có cái trải nghiệm nó còn tốt hơn cả rạp nha các bạn. Và cuối cùng đó chính là cặp loa Atmos. Cặp loa Atmos này ngoài cái tính năng làm loa Atmos thì nó còn có thể nghe nhạc background nhẹ nhàng thư giãn với cái chất âm hi-fi, cũng như là với cái thiết kế của loa nó có thể cộng hưởng âm trầm trên trần, cho chúng ta cái âm trầm nó sâu và mà không cần đến loa sub. Ngoài ra thì chúng ta nghe nhạc có thể dễ dàng nghe nhạc trực tuyến nha các bạn. Con loa này nó có thể kết nối với wifi, chúng ta có thể stream nhạc qua AirPlay nè, để nghe từ điện thoại luôn, rất là dễ dàng tiện dụng. Thì Thiên Vũ cũng đã thiết lập sẵn cái hệ thống đèn để phù hợp cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ngoài ra thì mình còn rất là nhiều cái ứng dụng, những cái điểm đặc biệt. Tuy nhiên thời lượng video thì nó cũng dài rồi, nên các bạn có thể đến trực tiếp showroom để mình có thể giới thiệu cho các bạn và trải nghiệm thêm nhiều cái điều đặc biệt hơn nữa nha.
Và để không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ mở một đoạn phim và sau đó mình sẽ mời anh Huy hát một bài cũng như là đánh giá thử xem cái phòng này chất âm xem phim thì nó rất là ok rồi, thì karaoke nó sẽ như thế nào ha các bạn. Light them up. Và sau khi đã trải nghiệm một đoạn phim thì bản thân mình á đưa ra cái đánh giá với cái bộ dàn xem phim chuẩn THX này á, thì cái âm thanh nó rất là tràn ngập nha các bạn. Và tuy là cái sub của mình nó ở phía sau nhưng các cái hiệu ứng từ loa center, do cái loại loa center này nó rất là lớn, nó chuẩn THX, thành ra là giọng hội thoại nó rất là dày và không có cái tình trạng là nghe cái tiếng âm trầm nó phát ra từ phía sau luôn nha các bạn. Và ngoài ra những cái pha hiệu ứng phía sau là do cái góc phủ của loa bên mình đã bố trí, loa Sennheiser, thì mình đã ngồi rất là nhiều vị trí ghế rồi, nó vẫn đáp ứng rất là tốt nha các bạn. Và bây giờ thì mình mời anh Huy đi sẽ chia sẻ với các bạn về chất âm của bên karaoke trong căn phòng này nó như thế nào nha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã có trải nghiệm thử về chất âm của karaoke, thì mình sẽ đánh giá tổng quan qua một chút để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn ha. Thì khi mình bước vào phòng thì mình nhìn thấy căn phòng này thì về phần âm học á, hai bên vách hông như thế này đều được trang bị những chất liệu là tiêu tán âm, cho nên là mình thấy khá là ổn. Còn ở phần trần và cũng như là phần mặt trước và mặt sau như vậy thì được sử dụng các chất liệu như là poly này kia. Nếu như căn phòng này hai bên vách hông đều được sử dụng các chất liệu bằng poly thì mình nói chốt lại với mọi người là không xài được, karaoke không thể xài được, nó chỉ kêu ra tiếng thôi mọi người ha. Nhưng mà các bạn cũng đã tính toán về cái độ phản âm như thế nào, các bạn tính toán rất là kỹ rồi, cho nên là các bạn đã kết hợp là vừa tiêu âm và vừa tán âm, cho nên là âm thanh mình đánh giá là khá là ổn cho cái phần âm học của căn phòng này. Thì đối với cái nhu cầu của khách hàng thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy loại đâu không? Không thấy đúng không mọi người? Hôm nay bạn Hạnh đã có chia sẻ qua. Nhu cầu của khách hàng muốn là khi mà khách hàng ngồi phía trước như này không có được thấy loa đâu hết, làm sao cho nó mang lại một cái tính chất thẩm mỹ gọn đẹp nhất khi khách hàng đập mắt vào cái phần phía trước như vậy. Cho nên là bên mình đã sử dụng màn chiếu là xuyên âm và loa thì bên mình đã đặt ở phía sau cái phần màn chiếu này, cho nên chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ không thấy loa đâu hết. Thì màn chiếu xuyên âm như vậy, khi đặt loa phía sau một cái màn chiếu như vậy thì cái chất lượng âm thanh nó có giảm không? Thì mình kính thưa mọi người là không mọi người ha. Tại vì mình cũng đã sử dụng RTA này kia để mình đo đáp tuyến này kia. Khi đã lắp màn chiếu và khi chưa lắp màn chiếu thì nó không có thay đổi gì hết. Cho nên là mình thấy đây là một cái phương pháp khá là ổn.
Đó. Thì mọi người chúng ta nếu như chúng ta có nhu cầu, chúng ta muốn là thiết kế theo kiểu là làm sao mà để cho nó mang tới chất thẩm mỹ loa này kia được giấu kín như vậy, thì chúng ta có thể là theo dõi clip hôm nay để mọi người chúng ta có nhiều cái để chúng ta tham khảo. Cái loa cái này thì mình đi vào mình không có thấy xúc ở đâu mọi người. Thì mọi người đố mọi người là xúc nằm phía sau hay là phía trước. Thì thực chất thì cũng là nhu cầu của khách hàng, cho nên là cái xúc nó quá sâu mọi người, cho nên là mình không thể nào mình đặt vào phía trước được. Nếu như mình đặt vào phía trước thì đòi hỏi cái vách này phải giật ra đâu đó khoảng tầm 60-70, thì như vậy nó sẽ bị chiếm diện tích của căn phòng. Cho nên là để mà tối ưu hết mức có thể thì xúc mình sẽ đưa về phía sau. Đó, khách hàng nói chung nằm ở phía sau lưng đó nha, cho nên là khi bước chân vào thì nhìn tập trung vào phía trước đây thì xúc sẽ không thấy ở đâu, cho nên là xúc, tại vì xúc mình đã đặt ở phía sau rồi. Thì xúc đặt phía sau như vậy thì âm thanh nó có ổn hay không, thì thực chất thì ổn hay không quan trọng chúng ta tune lên hệ thống, chúng ta setup làm sao cho nó phù hợp, đó thì nó sẽ ổn thôi. Thì như vừa rồi thì mình đã có nghe, mình đã có trải nghiệm qua thì mình thấy là đã rất là ổn rồi mọi người. Mình ngồi ở đây nhưng mình cảm nhận như là sub nó không phải đánh từ phía sau, mà sub đang chính diện từ phía trước đến tai người nghe chứ không phải là đánh từ phía sau. Thì đó là vấn đề là tune lên hệ thống làm sao cho nó phù hợp với mọi người ha. Vừa rồi thì bên mình cũng đã đưa ra những nhận định đánh giá cá nhân. Thì các bạn cảm thấy như thế nào thì hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nha. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Cũng như nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ bên mình để được tư vấn cho nó chính xác cụ thể. Và ngoài ra thì các bạn có thể đến showroom bên mình để thưởng thức trải nghiệm trực tiếp. Nó sẽ đưa ra cái chất âm chính xác hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.